huấn luyện viên đội tuyển Hà Lan tự tin đã nắm được điểm yếu của Messi. Đội tuyển Hà Lan chuẩn bị bước vào trận đấu quan trọng gặp Argentina tại tứ kết World Cup 2022. Và huấn luyện viên Luis Van Gaal hiểu rất rõ thành bại của họ trong cuộc đối đầu này phụ thuộc khá nhiều vào việc họ có tìm được cách kiểm soát Messi hay không. Thử thách là không nhỏ, nhưng Van Gaal cho biết ông đã có kế hoạch không chỉ chặn đứng các mối hiểm họa từ Messi mà còn khai thác điểm yếu của anh khi Argentina không có bóng. Phát biểu trước thềm trận đấu, Van Gaal cho biết Messi là cầu thủ sáng tạo nguy hiểm nhất của Argentina. Cậu ấy rất giỏi tạo ra cơ hội cho đồng đội và có thể tự mình ghi bàn. Nhưng khi Argentina mất bóng, Messi không tham gia nhiều vào khâu phòng ngự. Thế nên chúng tôi có cơ hội. Ở giải đấu này, Hà Lan thể hiện lối đá thực dụng, sẵn sàng chơi với đội hình thấp và phản công với tốc độ cao. Lối chơi này khiến thầy trò huấn luyện viên Luis Van Gaal trở thành đội bóng rất khó chịu. Tuy nhiên, Argentina được dự đoán có cơ hội giành chiến thắng nhiều hơn bởi họ có Lionel Messi trong đội hình. Messi đã ghi được 3 bàn thắng sau 4 trận ra sân tại World Cup 2022. Trong 3 bàn thắng nói trên, có 2 bàn rất quan trọng. Đó là bàn thắng giúp Argentina khai thông thế bế tắc trong trận đấu với Mexico trước khi giành chiến thắng 2-0 chung cuộc. Và một bàn thắng khai thông thế bế tắc khác trong trận đấu với Australia ở vòng 1-8. Ngoài ra, dù không ghi bàn, nhưng Messi cũng góp công vào chiến thắng 2-0 của Argentina trước Ba Lan ở vòng bảng.